Sáng mai, những học sinh lớp 1 tiểu học Gia Thủy, Long Biên sẽ được mặc những bộ đồng phục mới này trong lễ khai giảng. Một tuần nay, công tác dọn dẹp, chuẩn bị đã được các thầy cô giáo của trường tiến hành bất kể nắng mưa. Toàn bộ các phòng học, các lớp học của nhà trường đã được kiểm tra, chỉnh trang đầy đủ, phối hợp cùng với cha mẹ học sinh. Thứ nhất là tổng vệ sinh lớp học, thứ hai là chuẩn bị các công việc liên quan đến cơ sở vật chất như là kiểm tra hệ thống ánh sáng, điện, điều hòa, đảm bảo cho tất cả các con đến trường an toàn, hạnh phúc. Bên cạnh đó, về công tác chuyên môn thì nhà trường cũng có tập huấn các nội dung liên quan đến xây dựng bài giảng điện tử, các hoạt động về tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường, cũng như là bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, trường tiểu học Gia Thụy của chúng tôi cũng như tất cả các trường trên địa bàn quận Long Biên sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giáo dục của năm 2024-2025. Còn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, việc sửa sang chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới đã hoàn tất. Năm nay, nhà trường đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy. Hệ thống Internet đã được đầu tư đồng bộ, hệ thống màn hình máy chiếu được lắp đặt. Trên thềm năm học mới 2024 và 2025 thì nhà trường cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất cũng khá là đầy đủ. Thứ nhất là nhà trường tăng cường đầu tư về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, mạng LAN và Wi-Fi. Thứ hai, tất cả các phòng đều có các phòng chức năng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị như là máy chiếu, màn hình tương tác đa năng và toàn bộ bàn ghế của học sinh đều mới, đảm bảo tất cả các phòng chức năng cũng như các phòng học của nhà trường đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học tới. Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 39 trường thành lập mới và đã có 16 trường mới được xây dựng và đi vào hoạt động trong năm học này ở các cấp. Và trong thời gian tới đây thì ngành giáo dục đào tạo cũng như lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo với các chủ đầu tư để tăng cường dành quỹ đất ở các cái khu đô thị, khu đông dân cư và các cái nơi mà các huyện mới đang phát triển để có cái quỹ đất xây dựng trường học. Để chuẩn bị cho năm học mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, công tác tập huấn chuyên môn cho viên chức quản lý, giáo viên theo kế hoạch ở các trường đã cơ bản hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.